lời dù sao xuyên lôi xuống đồng làm chê xóm má về ăn tay bằng
trời lớn mong mà gái ơi ngoan đi cô ơi chồng mẹ ơi đến ngày hôm nay chúng con là sanh lại phần ấy cả rồi mẹ ơi chúng con là sanh lại phần ấy cả rồi ôi con ôi cháu ôi chất đều khỏe con bát ăn bát nè con bát cơm tóc đi thì mẹ lại bỏ mẹ ơi chúng con cứ tưởng đâu mẹ sống khỏe sống ai có ngờ đâu ta bị nhắm mùa xuân tuổi mẹ công sức mẹ yêu mẹ ơi mẹ đã qua đời mẹ ơi mặc dù cho anh em trong quan có đưa mẹ đi biển xa biển gần mẹ ơi đông tây nam bắc cổ truyền chẳng thiếu nơi đâu thường làm thương bắc thì các con đã sang hầu nhưng mẹ ơi tôn tiền đau của mà vẫn không nghĩ mẹ ơi thôi thì đêm nay cũng là đêm cuối cùng mẹ để cho con trai của mẹ con được thắp lên ba nén nhang chúng con xin được tế mẹ mẹ ơi chúng con xin được tế cho mẹ tuần liền tuần hương tuần cơm tuần rượu mẹ ơi con trai cả của mẹ thì mất rồi mẹ ơi giờ này đây anh chiếm chúng con mẹ ơi chúng con về đây để tề tiểu trước linh con thắp lên ba nén nhang này mẹ ơi ba ơi chúng con sẽ mong hồn mẹ mẹ ơi tuần đầu tiên ba ơi tuần đầu tiên là tuần hương tuần đèn mẹ ơi con trai trong nội con lễ con dâng nghi cho mẹ mẹ ơi hương nghi thương con cũng mãi trước linh hạ sơn bà ơi đây
là đứa cháu mất bố. Thầy con thầy cho bố con, con về con dâng cho bà tuần liền tuần tuần. Mẹ ơi bà ơi, để báo hiếu công ơn của mẹ. Bà ơi có ai khổ như cháu Duy của bà không? Thì ta bảo rằng mất cha thì còn ông còn bà, nhưng đằng này con đã mất cha thì con lại mất bà mất ông. Tuần đầu tiên là tuần liền tuần hương, con cháu đã dâng xong. Còn bây giờ ba chén rượu thanh đi này là con trai cháu nội, này là con trai cháu nội. Con dâng lên để con cùng vong hồn mẹ, vong hồn bà đây. Mẹ ơi, bà hồn trên bia mẹ về đây. Mẹ chứng tâm mà chứng lòng mẹ ơi. Nhất tuần sơ nhị tuần á tuần chung nghi các con à về, dâng nghi đèn dâng nghi hương thấy thiền, các con dâng rượu vì con đi thiền, dâng nghi hương dâng nghi đèn à dâng rượu tuần sơ nhị tuần á tam tuần chung, ta còn gặp cháu dâng lên tế cho mẹ đêm cuối cùng. Mẹ hiền ơi, ba trên tay diều thanh nghi các con nào hiền, dâng ngã con về mẹ đi tế cho bà. Mẹ ơi nào, mẹ về mẹ chứng cho con. Mẹ, mẹ ơi, thế là tuần liền tuần hương tuần rượu thì con trai trong nội đang dâng tế cho mẹ cho bà. Bây giờ con là con dâu con gái, chị em con là dâu là gái. Mẹ ơi, con là dâu cả, chị em con lại nên để tế chầu tế nước cũng là đêm cuối cùng. Đêm cuối cùng các con xin được tế cho mẹ tuần rượu tuần nước tuần cơm. Thì ngày mai mẹ về đi tổ vi tiên đi với ông bà nội ngoại. Mẹ ơi, bát cơm thì trắng như mong nghe, đôi đũa bằng bông mẹ bỏ chung con. Mẹ ơi cơm đây trứng đây chầu đây đây chầu đây nước đây có khổ mẹ ơi. Con xin được dâng cơm dâng nước dâng chầu mẹ ơi bà ơi, đêm đây cũng là đêm cuối cùng. Con dâng cơm con dâng nước dâng chầu mời mẹ.
trời như một mà thôi. Mẹ là tất cả bầu trời của các con. Mẹ ơi, sông kia vừa cạn núi tàn qua mòn, nhưng hình bóng mẹ vẫn còn trong con. Con nguyện ơn mẹ đời đời, vẫn là con mẹ vẫn người nhà quê. Uống nước thì chúng vẫn nhớ nguồn, mà ăn quá thì chúng vẫn nhớ người trồng cây. Uống nước là nhớ nguồn mẹ, làm con thầy. Cha yêu mẹ, đó là lòng mẹ.
Màn một khép này, màn hai này xin được bắt đầu. Màn hai, Mục Niên cùng với toàn thể gia đình con cháu đi tìm mẹ, để đưa mẹ lên đùa, mẹ về bên kia Tây Trúc. Mẹ được thư sinh tỉnh độ, mẹ được an giấc ngàn tu. Vậy đêm nay, Mục Niên con cháu có tìm được mẹ hay không? Thì này phải nhờ vào toàn thể gia đình con cháu đủ đông, mỗi người thành tâm năm xu một hào để động viên Mục Liên đi tìm tiền đi tìm mẹ xin được bắt đầu. Xin mời các bác gái ngoài sân để chuẩn